gấp, mọi người, có biến, thầy Minh Tuệ đã xuất hiện mọi người. Đây. Đó, thầy Minh Tuệ đã xuất hiện mọi người nha. Rồi, thầy sau một cái quá trình là thầy các ngồi thiền nghỉ ngơi thì bây giờ thầy đã tiếp tục di chuyển vào để tiếp tục là cùng với các sư khác sẽ lên đường, và sáng nay thì có thể là sẽ di chuyển sớm. Đó, di chuyển sớm mọi người nhá, để có thể là bà con ở đây á rất là mong có thể là hữu duyên sẽ gặp được thầy Minh Tuệ mọi người ạ. Đây, mọi người thấy không ạ? Bây giờ các sư thì cũng đã thay y xong. Đó, và sắp bây giờ thì sẽ chuẩn bị là lên đường cùng với các sư khác sẽ lên đường để trên cái hành trình tiếp theo di chuyển đến các địa phận khác của tỉnh Quảng Bình. Thì bây giờ thì mọi người thấy rằng là bà con cũng có mặt từ rất sớm để mong là đồng hành cùng với thầy Minh Tuệ. Còn đây các sư thì cũng đã chuẩn bị xong y, nó thay y xong rồi. Bởi vì là cái hành trình thì cũng còn rất là gian nan và vất vả, và gặp muôn vàn những cái chướng ngại vật mọi người ạ. Từ những cái tà đạo, từ những cái môn phái gì đâu á, họ muốn gọi là muốn không muốn con đường tu hành của thầy sẽ thành công, họ đang muốn gọi là hại thầy. Nên là ở đây thì rất nhiều các môn phái tà đạo, tà mà họ muốn lợi dụng cái hình ảnh của thầy á mọi người, để họ sẽ đưa họ lên rồi họ sẽ hại thầy. Nhưng mà ở đây thì cũng có rất nhiều anh em nhá, anh em đi cùng với thầy Minh Tuệ rất nhiều, thì cũng rất là mong muốn rằng là sẽ có thể là một phần truyền tải những cái thông tin nào đó cho chính xác, để tất cả mọi người sẽ hiểu được cái quá trình mà đi của thầy mọi người. Đây, ở trên này thì mọi người thấy rằng là bà con có mặt ở đây từ rất sớm nhá. Tất cả bà con ở đây thì cũng mong muốn làm sao mà gặp được thầy Minh Tuệ cũng như là hữu duyên, thì có thể là chúc cho thầy cái con đường đi tu học của mình ấy thì sẽ gặp những cái điều bình an và may mắn. Đó, bây giờ ở trong này mọi người thấy không ạ? Đó, các thầy thì cũng đã thay y xong ấy mọi người, thì sẽ tiếp tục là lên đường, bởi vì là sáng nay thì sẽ tiếp tục di chuyển đến các địa phận khác của các tỉnh thành khác. Hôm qua thì do trời mưa to đó nên là các thầy cũng phải gọi là dựng, hôm qua cũng nhờ địa phương ở đây á, họ đã dựng một cái dạp này mọi người này để tránh mưa. Hôm qua ở đây vừa mưa vừa gió. Còn ở trên này á mọi người là đỉnh Nghĩa Trang mọi người nhá. Đó, trên này là Nghĩa Trang. Đó, các thầy cùng các sư thì đang chuẩn bị y ở bên trong. À, bây giờ thì đã xong hết rồi mọi người. Đó thì bây giờ sẽ tiếp tục. Mọi người thấy thầy Minh Tuệ không? Đó, thầy Minh Tuệ đang quay lưng về đây này. Đó, đây này, đây thầy Minh Tuệ ở đây mọi người nhá. Đó, còn các sư khác thì cũng đã thay y xong hết rồi, thì sẽ chuẩn bị là tiếp tục trên con đường mà di chuyển từ địa phận tỉnh Quảng Bình đến các địa phận khác của các tỉnh thành khác. Và ở đây thì hôm nay rất đông mọi người. Rất đông nhá, rất đông, mà hôm nay cũng có thêm vài người đã đi cùng với thầy Minh Tuệ, nhưng mà họ cũng nói là muốn tu theo thầy, nhưng không biết là như thế nào mọi người, cũng phải đợi thời gian để trả lời thôi. Đó, có rất nhiều người cũng đã xuống tóc để đi, mong muốn đi học theo cái tu, gọi là con đường tu khổ hạnh, con đường tu 13 hạnh đầu đà. Đó, có thể là giống như thầy Minh Tuệ. Tất nhiên là ở đây mọi người cũng đã biết rằng là thầy cũng nói là thầy không phải là một tăng đoàn, thầy không phải là một cái tập thể gì hết, thầy chỉ là cá nhân. Và thầy cũng không phải là trong một cái giáo hội Phật giáo nào, cũng không phải là một nhà sư, thầy chỉ là một người dân thường trên con đường đi tu học. Đó, nên là bây giờ thì cái việc ở đây là mọi người cũng đang lo lắng cho thầy rất là nhiều. Không biết là mọi người đi thì thầy sẽ gặp những cái chướng ngại vật như thế nào đó. Thì mọi người đã biết đấy, trong 2-3 ngày hôm nay thì luôn xuất hiện những cái môn gọi là tà đạo, họ đi theo, họ gọi là muốn hại thầy ấy. Nên là anh em ở đây thì cũng muốn làm sao đó để truyền tải những cái thông tin mới nhất để cung cấp đến tất cả mọi người đó, mọi người thấy không? Trước mặt mọi người chính là anh sư Minh Hiếu, còn gọi là mọi người hay gọi là sư Mắt Kiếng ấy. Thì ngày hôm qua thì em cũng đã, đây mọi người thấy đang ra này mọi người này, đó thầy Minh Tuệ đang ra mọi người nhá. Đó, còn có thầy Minh Hiếu này, đó, còn đây là thầy Minh Tuệ này, đó mọi người thấy không? Đó, thầy Minh Tuệ thì cũng đang chuẩn bị nhá, tất cả anh em bà con để có thể là chuẩn bị tiếp tục trên cái con đường mà di chuyển mọi người ạ. Đó, đây thầy Minh Tuệ đây mọi người. Đó, đây thì anh em thì cũng đang có mặt ở đây từ rất sớm để mong muốn rằng là có thể sẽ gặp được thầy á mọi người. Đó, mọi người thấy không? Đó, bây giờ thầy Minh Tuệ này đang đứng ở ngoài nhá, cùng với các sư khác. Đó, rất nhiều các sư khác cũng mong muốn là hữu duyên để đi thầy cùng thầy Minh Tuệ để trên cái con đường mà tu học. Đó, lúc đầu thì chỉ có 4 người thôi, có sư Minh Tạng với lại sư Minh Tuệ thì đã đi cùng đồng hành với sư Minh Tuệ từ những cái ngày đầu tiên. Và sau này thì cũng có rất nhiều những sư khác đã đi cùng đồng hành với thầy Minh Tuệ, thì không biết là họ sẽ có thể tu học được hay không, có thành công hay không, hay là có bỏ được những cái tham sân si hay không. Đó, để mà ngày hôm nay thì có phải tầm độ 30 người nhá, là đi cùng với đồng hành với thầy Minh Tuệ. Thì tất cả ở đây thì anh em thì cũng đang đồng hành cùng với thầy và cũng muốn truyền tải những cái thông tin chính xác nhất để cho mọi người sẽ hiểu được cái con đường đi của thầy nó sẽ gặp rất nhiều những cái gian nan và vất vả mọi người ạ. Đó, trước mặt tất cả mọi người thì cũng có sư Minh Hiếu, thầy Minh Tuệ và một vị sư mới đã từ ngoài Bắc để đi vô đây Thanh Hóa mọi người, đi vô đây
Đó, còn phía bên trong thì cũng có rất nhiều người cũng đang chuẩn bị thay y để chuẩn bị cái hành trình tiếp theo, di chuyển những cái đến những cái địa phận khác của các tỉnh thành khác, để có thể là mọi người bà con cũng đang trông đợi rất là nhiều đó, không biết là thầy di chuyển đến đâu rồi, vậy là con đường đi của thầy nó sẽ như thế nào đó mọi người. Nên là trong ngày hôm nay thì khi tất cả mọi người xem những hình ảnh này thì đây là những hình ảnh mới nhất vào buổi sáng ngày hôm nay. Các thầy sẽ tiếp tục di chuyển và sẽ đến những cái địa phận khác của các tỉnh thành khác. Mọi người thấy không? Đây, đây là thầy Minh Tuệ này. Đó, bên trong này rất nhiều các sư khác thì cũng đang chuẩn bị đồ mọi người. Đó, mọi người thấy không? Sư Minh Tuệ đang nói chuyện với một sư khác là đang di chuyển từ ngoài Hà Nội đi vô, để mong muốn gặp thầy, đi đồng hành cùng với thầy. Mọi người thấy không? Hôm qua thì cái vị sư này em đã phỏng vấn rồi. Đó, còn bên trong thì các sư khác thì cũng đang chuẩn bị tất cả mọi đồ đạc để có thể di chuyển tiếp tục đến một địa phận mới của các tỉnh thành khác ấy. Bên trong này thì các sư cùng với rất nhiều các thầy cũng vẫn đang ở bên trong. Đó, đây là thầy Minh Tuệ này. Thầy Minh Tuệ thì nhìn tướng người rất nhỏ nhắn mọi người ạ. Thầy đi thì em nói mọi người, nếu như thầy Minh Tuệ mà đi trước ấy thì sẽ khó có ai mà đi theo kịp. Đó, đấy là sư Minh Hiếu mọi người nhé. Đó, sư Minh Hiếu. Đó, còn đây là sư Minh Tuệ này. Đó, sư Minh Tuệ này đang thầy Minh Tuệ thì đang dặn dò những người khác mà muốn đi theo cái tu khổ hạnh của thầy. Và thầy Minh Tuệ thì cũng vẫn nói mà, đó, ai đi cũng được, nói chung là như kiểu là ai mà gọi là đi muốn đi đồng hành cùng với thầy thì tự lo lấy. Đó, chứ không phải là ở đây là phải tập hợp theo đoàn theo đồ đâu mọi người, bởi vì là tất cả mọi người ở đây thì đều mong muốn rằng là cái con đường đi của thầy nó sẽ gặp những cái điều may mắn mọi người ạ. Đây, phía bên trong mời thêm ạ. Sư Minh Tuệ cùng với các sư khác nhá. Đó, bên kia thì bà con cũng đang tập trung rất đông để mong muốn hữu duyên sẽ gặp được thầy. Đó, còn ở đây thì thầy cũng đang dặn dò các sư khác, thì cũng như là kiểu là có mấy sư mới á, mới tiếp tục là đi đồng hành, gọi là đồng hành cùng với thầy, thì thầy cũng phải dặn dò rồi chuẩn bị y để có thể là di chuyển những con đường mà tiếp theo. Đó, bây giờ ở trong này mọi người thấy không? Bình thường thì sẽ có tầm 7 đến 10 người, bây giờ thì có phải tầm 2 30 người mọi người. Đó, rất là đông luôn. Bên cạnh thầy bây giờ là rất là đông, nên là cũng không biết như thế nào mọi người, là cũng phải cần một cái hành trình để có thể là sẽ nhìn rõ được ai tốt ai xấu như thế nào đó thì chúng ta mới hiểu được mọi người nhé. Nên là khi đi đến đâu thì em sẽ tiếp tục cập nhật và quay cho tất cả mọi người được xem, để mọi người biết rằng là cái quá trình hành trình đi của thầy nó như thế nào. Đó, ở đây bà con rất đông này. Đó, sư Minh Hiếu cũng vẫn vừa ra để chia sẻ mọi người này. Đấy, ở trên này thì cũng có gọi là sư hộ pháp. Đó, sư hộ pháp rồi các sư khác nữa cũng đang chuẩn bị này. Đó, đây sư Minh Hiếu ở bên ngoài này, em sẽ ra bên ngoài này để cho tất cả mọi người xem. Đó, bên trong này là sư hộ pháp mọi người này. Đó, thầy Minh Tuệ thì vẫn đang đứng ở đây để dặn dò rồi những cái sư mới á, để tiếp tục sẽ di chuyển cái hành trình mà từ Quảng Bình đến địa phận khác. Đây mọi người xem, đấy sư Minh Hiếu mọi người nhá. Hôm qua em cũng đã phỏng vấn rồi. Nó còn bên trong thì sẽ có sư Minh Tuệ cùng các sư khác thì sẽ tiếp tục di chuyển. Đó, tiếp tục di chuyển mọi người xem. Đó, bên trong này thì các sư đang chuẩn bị xong rồi. Thì khi đi đến đâu thì em sẽ cập nhật ngay để tất cả mọi người sẽ biết mọi người nhá, thì là mọi người yên tâm nhá.